Xin chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Gia Vũ. Thì trong thời gian qua em bán hàng trực tiếp với khách hàng tiêu dùng ấy, thì em thấy được có nhiều bác đi mua đồ thờ và nội thất phòng thờ có những cái sợ với những cái sai lầm về gỗ này, gỗ nhà mình có đúng chất gỗ hay không, có bị pha tạp gỗ hay không, đấy, gỗ sản phẩm có bị dính rác hay không, có bị mốt hay không. Đấy là về gỗ. Cái thứ hai là về giá cả, đấy, hàng đẹp, hàng hợp lý, giá cả thì không sao đấy, nhưng mà hàng rẻ chất lượng kém mà mình mua với cái giá đắt giá cao ấy thì em nghĩ là rất nhiều bác lăn tăn ấy, mà đặc biệt là khi mà mình phát hiện ra là mình bị lừa mua hàng giá cao ấy, thì em thấy thật là nhiều bác không có cái gì để nói luôn và chỉ biết tâm sự với em là như vậy ấy. Thì hôm nay để giải quyết cái vấn đề về gỗ, về giá như vậy thì em làm ra cho các bác một cái video hướng dẫn các bác đi mua sập thờ, bàn thờ gia tiên chuẩn đẹp không bị ai lừa các bác nhá. Đầu tiên cũng là cái quan trọng nhất đấy là về gỗ ấy, thì các bác nên biết chọn cho mình cái loại gỗ nào mà mình dùng đấy, với những cái dòng gỗ cao cấp để làm đồ thờ và nội thất phòng thờ hay sập thờ ấy, là gỗ hương đá và gỗ gót đỏ. Thì bên em đã có làm ra rất nhiều những cái video nhận biết về hai cái dòng gỗ này rồi, và các bác chỉ cần lên YouTube các bác gõ là gỗ hương đá Nam Phi, gỗ gót đỏ Nam Phi cộng thêm cái từ đồ gỗ Gia Vũ ra thì nó ra một loạt các video đấy, chỉ cho các bác cách nhận biết này, so sánh gỗ này, phân loại gỗ như thế nào này, mặt tốt mặt xấu của từng loại gỗ thì các bác có thể am hiểu hơn kiến thức về gỗ. Còn bác nào mà đi mua hàng gấp quá hay có những công việc gấp nhận biết về gỗ ấy, thì các bác có thể gọi điện trực tiếp cho em qua cái số điện thoại là 0865 869 126 thì em sẽ xem gỗ tư vấn miễn phí cho các bác nhé. Nhưng mà khi đi mua hàng ấy, các bác vẫn lưu ý cho em một cái điều ấy là khi đi mua hàng mua đồ thờ nội thất phòng thờ ấy, các bác phải xác định trước cho mình là mình dùng gỗ gì, nhà mình dùng gỗ gì. Với là gỗ hương đá thì mình đi xem hương đá thôi, với gỗ đỏ thì mình chỉ đi xem gỗ con đỏ thôi các bác nhá. Với những dòng gỗ khác như là gỗ gụ, gỗ hương đỏ, gỗ hương bát đúc ấy, gỗ dổi, gỗ mít ấy, thì các bác cũng gõ lên YouTube như vậy và gõ thêm đồ gỗ Gia Vũ ra là ra một loạt những video thì em đã phân tích và chia sẻ hết ở trên đấy hết rồi các bác. Nhưng mà về cái vấn đề tiếp theo là vấn đề về gỗ bị pha tạp này, rác này, mối mọt này, thì các bác nhớ cho em một điều rằng là phải đi kiểm tra mộc. Kiểm tra mộc là cách duy nhất, cách chắc ăn nhất để các bác có thể biết được những cái vấn đề trên các bác nhá. Em sẽ chia sẻ cho các bác cái quá trình nhà em làm hay quá trình nhà em phục vụ các bác đặt hàng bên em ấy. Thì từ đầu cho đến lúc dựng hàng để các bác phải kiểm tra mộc ấy, thì các bác trực tiếp đến kiểm tra mộc thì là chắc chắn nhất, thì không sao, tận mắt thấy, tận tay mình kiểm tra, tận tay mình ký thì là ok nhất rồi các bác nhá. Nhưng mà với các bác ở tỉnh ở xa, đặc biệt là gần đây em chuyển rất nhiều hàng vào trong những cái khu vực miền trong như là Vĩnh Long này, Cần Thơ này, Cà Mau này, hay cả Sóc Trăng cũng vậy, thì bên em đầu tiên phải có ảnh video và gọi điện trực tiếp cho các bác kiểm tra hàng các bác yêu cầu em ký vào đâu, soi ở chỗ nào thì em sẽ quay chi tiết cận kẽ vào chỗ đó cho các bác. Nhưng mà chưa hết các bác nhá, những cái hình ảnh, những cái video đó em sẽ đăng lên hội nhóm Zalo của em, trong đó có hơn 200 người am hiểu về gỗ này, ưa thích đồ gỗ này, các bác có thể kiểm tra mộc giúp bác khách đấy luôn. Cộng với cái việc là đăng lên trên YouTube thì có hàng ngàn người các bác cũng xem được mộc và kiểm tra mộc giúp bác khách đấy luôn. Thì các bác khách đấy chỉ cần xem video đó để xem mọi người nhận xét như thế nào thì các bác khách đó có thêm được rất nhiều những cái nhìn, rất nhiều những cái góc nhìn về gỗ, về chi tiết đục, đường nét đục về sản phẩm đó, thì tạo nên một cái nhìn khách quan nhất cho cơ sở, chứ không phải là việc là chỉ có một mình bác khách để xem thì nhiều cái người ta lấp liếm đi được các bác nhá. Đăng lên trên hội nhóm và đăng lên trên YouTube như vậy thì nó đảm bảo cái sự minh bạch, khách quan và cung cấp cho các bác khách kia, các bác khách đặt hàng nhiều góc nhìn nhất để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Tại vì em có nghe một cái câu nói của một bác khách ở trong Bình Dương khi mà đặt hàng của em vào năm ngoái, bác ấy bảo là đảm bảo quyền lợi cho khách hàng ấy, mang đến cho khách hàng những cái sản phẩm tốt, sản phẩm đẹp thì mới bền lâu được các bác ạ. Và phần tiếp theo là về phần giá cả thì em xin chia sẻ với các bác như thế này, thì nhiều nơi bán hàng có những mức giá khác nhau thì không bên nào nó giống bên nào cả, nhưng mà đặc biệt là các bác phải đi hỏi và so sánh giá nhiều nơi, nhiều cơ sở, và đừng nên mua, đừng nên tin vào những cái nơi mà có giá cả quá là thấp các bác ạ. Với những cái yếu tố mà ảnh hưởng đến giá cả thì em làm ra một cái video chi tiết cụ thể rồi, thì em tóm lược sơ qua cho các bác một số ý chính, đó chính là về gỗ thì các bác phải phân biệt được là những cái dòng gỗ có mức cái giá cả như nào. Thì hôm nay em tóm lại cho bác ấy là có 3 loại, với những cái dòng gỗ cao cấp và hàng loại 1, hàng loại 2 có giá trị cao ấy là thằng hương đá, thằng gỗ gót đỏ các bác nhá.
loại thứ hai là thẳng gỗ cụ, và loại thứ ba là những cái hàng rẻ, hàng phổ thông ấy, như là hương đỏ này, mít này, dổi này đấy, hay là thẳng gỗ có chất lượng kém, hàng mỏng ấy, thì có giá cả nó sẽ thấp hơn các bạn nhé. Vấn đề thứ hai là về cái quy cách đóng của sản phẩm thì nó cũng ảnh hưởng cực kỳ nhiều, đặc biệt là về cái độ dày của sản phẩm. Với cái hàng như hàng sập thờ thì em chia sẻ với các bác là hàng khuôn 5 ván 2 phân, hàng chắp 1 hoặc là hàng chắp 2, nó cũng giá cả chênh lệch nhau đến vài triệu đồng rồi các bác nhé. Còn chưa kể cái kích thước của phần chân này, ví dụ như bác xem ở đây là cái chân này là chân 30 được bộ mộng chéo này, giá cả nó khác hoàn toàn với chân 26 được bộ mộng thẳng, hay là kể cả chân 30 được bộ mộng thẳng cũng vậy các bác. Và cái tiếp theo nữa là cái dạ tiền các bác, cái dạ tiền 5 phân dày nguyên khối, 5 phân chắp 5 phân ấy là 10 phân, giá cả bao giờ nó cũng rẻ hơn với cái hàng dày 10 phân liệt khối các bác nhá. Đấy là cái về cái quy cách đóng của sản phẩm nó ảnh hưởng đến giá tiền. Và cái thứ ba là về cái đường nét đục, với cái hàng đục máy sửa tay hay hàng đục tay hay hàng đục máy 100%, giá cả nó chênh lệch nhau cực kỳ là nhiều. Đặc biệt là cái hàng đục tay, như bên em là có một người thợ vẽ mẫu chi tiết ra gỗ, các bạn vẽ trực tiếp ra gỗ luôn, rồi phá với đục tách tỉa, nên khác hoàn toàn với cái việc đục máy mẫu 100 mẫu thì 100 mẫu như nhau cả. Còn kia là một người thợ vẽ bằng tay thì tâm hồn họ, nét đục của họ, nét vẽ của họ nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sản phẩm, và cái này là em phải tuyển chọn cực kỳ là kỹ các bạn. Và cái tiếp theo là kỹ thuật dựng hàng các bác nhé. Đấy, với những cái hàng mộng thắt như án gian là hàng mộng thắt này, hàng mộng thường này, hay là hàng sập thờ như là hàng bổ mộng chéo hay hàng bổ mộng thẳng ấy, thì nó cũng chênh lệch với nhau cực kỳ là nhiều, và các bác chú ý chi tiết đó để biết được cái sản phẩm mình mua là hàng đắt hay hàng rẻ các bác nhé. Đấy, chi tiết nói tường tận những góc cạnh ấy ra ấy, thì ở một cái video cụ thể thì em sẽ chèn hình ảnh video đây, thì các bác tìm kiếm để các bác có thể xem một cách chi tiết hơn các bác nhé. Thì trước mặt các bác đây là một mẫu vua sập thờ nhị cấp được em làm tuyển chọn bằng gỗ gõ đỏ của Nam Phi, và cái đặc biệt của cái bàn này là được em tuyển chọn cực kỳ là đều màu, và chỉ có gỗ gõ đỏ bên em làm nhiều số lượng lớn thì gỗ lại nó mới đều màu, thì khi sơn lên thì nó mới đẹp được các bạn. Với cái kích thước của chiếc bàn này là dài 2m17, chân 30, với dạng tiền là dày 12 phân liền khối, được bổ mộng chéo theo kiểu mộng thắt, và em sẽ quay tường tận chi tiết ở cái phần thang bàn như thế này, ở phần đằng sau như này. Và đây cũng là một cái lưu ý cho các bác ấy, là các bác đi mua hàng là các bác chú ý nhìn vào bên trong, chịu khó chui xuống dưới cầm bàn đấy, để xem được bên trong như thế nào. Thì hầu như là phần đẹp, phần mà người ta muốn phô ra cho các bác xem ấy, nó ở bên ngoài, nhưng mà những cái phần đặc biệt, những cái phần nó xấu nó kém thì người ta cho bên trong. Thì đây là cái chỗ mà các bác chú ý nhiều nhất để đi xem hàng các bác nhá, chui vào bên trong một tí thì mình mới thấy hết được cái sản phẩm của mình như thế nào các bác. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Các bác nào thấy video này hay ấy, có ích ấy, thì các bác nên đừng quên là cho em một like và một đăng ký kênh, và đừng quên chia sẻ cái kiến thức này đến cho các bạn này hoặc là gia đình nhà mình biết, để mình đi mua đồ thờ và nội thất phòng thờ ấy, nó không bị mắc vào những cái sai lầm như ở bên trên các bác nhá.